4 giây. Ơ kìa. Thủ vòng top 1 đã được biểu thiêu bảo bảo xử lý à? Đây là combo Super Wizard Zeti Golem. Đội quân là chưa sử dụng thuốc max sức mạnh. À vâng, vừa mới sử dụng max sức mạnh luôn. Đầu tư rồi. 3 sao nhé. 1 với 2 thì 100 sao thôi. À ok, cảm ơn bạn Ngô Đình Cẩn nha. Đấy, như thế có động lực chiến đấu. Như vậy nhà này là để expo mặt đất có hai cái thôi. Để xem nào. Chọn hướng đánh kiểu gì đấy? Tức là tất cả chui từ hướng 3 giờ vào sao? Không có siêu công thánh binh để mở tường. Ồ. Quả này ảo ảo thế nào ấy. Quả này tớ thấy ảo ảo nó thế nào ấy các bạn ạ. Úi rồi ôi. Cuồng nộ trong trường hợp này có cả nhảy. Quản giáo có bật không? Bật luôn cả quản giáo. Úi rồi, hello, hello AE35. Vâng, phá quả Pikachu giật cả mình mở hàng trong tối ngày hôm nay cực kỳ căng cò đấy. Cảm ơn nhá. Ok, chào Nguyễn Long, Trần Quốc, Lập Kio, Nguyễn Thái nhá. Vâng, anh em chia sẻ đi nào để có nhiều bạn khán giả vào xem nhá. Đâu rồi, đâu rồi? Đâu rồi? Lên đồ nào. Vâng, chào tất cả 300 anh em nhá. Thằng Kinh đã gồng một khí câu chiến, các bạn có thể thấy là một pha đi cực kỳ đẹp. Nó lầm lừ như đi tàu điện và thẳng tới khu vực nhà chính và chơi luôn rồi. Wow, Thiều Bảo Bảo cũng là top 1 ở bên này. Em Queen 80 cẩn thận đơn vị máy bắn đá. Hai thằng mô tả đang chơi những em xương vào máy bắn đá của chúng ta. Em Queen có lẽ phải gồng sớm thôi. Em Queen phải gồng sớm thôi, đứt xích mất thôi. Đáng ra phải gồng trước khi máu nó tụt như thế này cơ. Ôi rồi, Unicorn không còn, Unicorn còn xíu máu thôi. Unicorn đúng một xíu máu thôi. Vâng, hơi căng trong trường hợp này. Long Tham No See anh tôi. Ok, Liêm Trần 20 sao nha. Tuyệt vời, tuyệt vời. Trời ơi. Lực lượng đang rất mỏng. Unicorn oảng mất rồi. Quản giáo là không kịp. Vâng, pha thi đấu nhìn thi đấu rất đẹp. Vâng, phải cố gắng chơi Tesla. Kịp không? Kịp đấy. Tớ nghĩ là kịp đấy. Quản giáo ơi, quay xe. Vâng, cảm ơn làm trận tấu hài cho anh em cười phát anh. Hay quá, chúng ta còn 1 phút. Máu nó nhiều thế hả trời ơi. Vâng, đến không? Đến không? 700 anh em là tớ sẽ quất nha. Bình tĩnh, đừng có lại đấy, cannon nó bắn. Đừng có lại đấy, cannon nó bắn mà lại. Thằng nặng một hit, đúng rồi. Cố lên nào Thiều Bảo Bảo. Hay quá anh em ơi, bình tĩnh là bình tĩnh. Tất cả bình tĩnh, chờ đợi dàn này. Vâng, chuẩn bị sao với cả Pikachu kèo này, nhanh. Top 1, top 1, one hit. Ôi rồi ôi. Anh em đâu? Gáy lên, còn hẳn 30 giây trong kèo này. Nó lại quá đẳng cấp. Ui giời ơi. Hay thế nhỉ. Chiến luôn. Mệnh quên thả quản giáo. Má ơi, pha xử lý đi vào lòng đất đến từ Akari. Bình tĩnh bạn. Bạn thổi ít thôi. Bạn thổi từ từ thôi bạn ơi. Má ơi. Gồng kinh lên. Tesla ở đây hơi nhiều ý nhỉ. Có pha cuồng nộ khu vực này. Đúng rồi. Sẽ là một em xương quấy nhiễu ở đây. Đúng rồi. Và một một xương nữa quấy nhiễu ở trên này. Vào. Sẽ là bịt em này lại. Tốt rồi. Cứ bình tĩnh mà chiến nào. Bịt lại. Vâng, biết là hơi căng nhưng mà vẫn phải đầu tư để cứu em Royal bằng mọi giá. Và cứu em Royal ở dưới này bằng mọi giá các bạn ạ. Vâng, cái thằng máy bắn đá bắn tôi nãy giờ mà chị mày chịu đòn hơi nhiều rồi đấy con ạ. Chị mày chịu đòn hơi nhiều rồi đấy con ạ. Ui giời. Đâu rồi. Sang tiền, sang sao thôi. Giời.
Dăm ba mấy cái bay này cứ phải để Akari ra tay thôi. Cắt chuỗi. Đang đuổi bắt cực kỳ căng cò đến từ cả hai đội rồi. Combo Selu. Thôi xong. Vâng, con máy bắn đá bên này nó vẫn ăn được. Rồng điện giờ vào nó có hơi muộn không ta? Chúng ta còn Baspel. Và có lẽ phải đóng băng để cứu em Royal không? Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Mà chừng này Zeti vào ăn, ăn. Đúng rồi, hay quá. Zeti nó quẳng đúng quy trình thật sự luôn. Vâng, hồi nãy No Name đã tạch rồi thì trận này vẫn cố gắng nào. Vâng, cố gắng lấy lại những gì đã mất. Hay là mất nốt những gì đang còn rồi ta. Gồng Queen. Royal ra bánh rồi. Úi rồi ôi. Băng tiếp nha, băng tiếp nha, cẩn thận nha. Hay quá. Royal chết cũng phải làm được một trụ Wizard kìa anh em. Vâng, Wizard của chúng ta chạy ra phát. Úi rồi, vẫn còn kìa. Vâng, băng băng băng. Băng, 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 bơ lắng. Tớ băng, hết băng, bơ lắng. Ôi rồi ôi. Ôi rồi ôi. Rơi ơi, đừng oảng nữa. Cái lúc mà nó chỉ còn một mình rơi này tôi vẫn cứ âu lo thế nào ấy anh em ạ. À. Thế luôn anh em nhá. Còn một mình rơi này tôi vẫn âu lo thế nào ấy. Vâng, tạm gác hết những âu lo nào, cùng anh bước trên con đường nào. Ôi rồi ơi, nào cùng rơi bay khắp muôn nơi nào. Hello anh em mới vào nha, đừng tiếc gì lượt like, share, chia sẻ nha. Cái này mà ăn 3 sao thì phải tặng sao nha. Các bạn có thể thấy là những cái kho này máu nó ui dồi ôi, phun máu mà chúng ta còn có 16 giây. Đau đầu lắm. Bàn càng thật sự chứ. Ui giời ơi. Ui mẹ cày thế. Vâng, cái này là ăn miếng trả miếng rồi. Hồi đầu buổi vâng gáy nhà người ta 99, bây giờ ăn lại rồi no luôn. Như vậy là anh chính chơi Minor Hawk tuần này. Bạn Nguyễn Diệp Thanh có kèo gì thì cứ thoải mái nha. Nãy tớ lia được tơn rồi, động viên gì thì cứ động viên nha. Ok, chào Nguyễn Quốc Vinh. Vâng, cay chữ ai kéo dài. Rồi rồi, vâng. Đạp trưởng ơi, cố gắng lấy lại tinh thần cho anh em phát nào. Đây, đến anh chính ơi, đằng nào chả diễn xiếc. Anh em nào chưa like, share, chia sẻ, nhớ bấm vào nút like, share, chia sẻ ủng hộ mình với nhá. Đâu rồi bạn ơi? Ui rồi, hơi mất thời gian trong pha này. Đọc hướng đi quân phát nào. Queen vào đây. Queen đi lên đó thì quân ở 9 giờ sao? Không, quân vẫn là từ cái hướng 6 giờ dưới này các bạn này. Chuẩn bị đã thả vào đây đấy. Đấy là hướng ra Akari ra cắt dự. Đấy, chuẩn mà. Vâng, gà tớ nuôi tớ biết mà. Giờ từ 1 đến 10, 500 sao. Oh, I thought you were Indonesia. Your video are all good, by the way. Thank you, Jerry Wilandra. I'm from Vietnam. almost my audience from Vietnam. And have some in Indonesia, Philippines as well. Thank you and have a good day, Jeffrey. Đại quản giáo đã gồng. Úi ôi đạp trưởng ơi. Vâng, đạp trưởng có cả chương trình heo bay và hóc nhảy minor tung hứng trên không. Mày. Vâng, bao nhiêu lực lượng anh tôi dồn cho chúng nó tập nhảy vâng vãi đạn luôn. Ôi rồi ôi. Vâng, anh chính tấu hài đi khắp thế gian. Vâng, chương trình rạp xiếc cực kỳ đa dạng, người ta gọi là heo với cả minor, chương trình tung hứng trên không. Ôi rồi ôi. Vâng, tôi đề nghị vâng đội ngũ pháp sư các kiểu vâng cho Pikachu với sao thôi. Rạp trưởng chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng. Chương trình rạp xiếc ngày hôm nay nó còn đa dạng hơn về bộ môn tung hứng với cả Minor Hawk trên không.
Ôi, không, giáp trường bảo rồi, ạc này cùi thôi chứ còn ạc này ngon thì không sao đâu. Ôi để xem nào, gáy nào, gáy tạch thôi, gáy tạch thôi. Ôi bạn ơi, uy tín đi, tạch lỗ uy tín nào bạn ơi. Vâng, queen ăn được à ta? Adu, nó lại thêm bay nữa thì vãi hàng luôn. À được 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 được, 38 giây. Vâng, ô chà chà, càng quá càng quá. Ok, thank you. Hello, thank you Jerry Guilandra. 15 star, thank you bro. You know you want cluster, top cluster from Indonesia. Ok. Now I don't know about him, but I will to search more information about Iwan Glacier. Thank you for your information. Where you from, Jeffrey? 4 giây. Ơ kìa. Không chết. À đù, đù bị giãn không máu. Cay chứ ai kéo dài đến từ vị trí của số 47 ở bên kia. Mà ở chương trình siếc của chúng ta tối ngày hôm nay vẫn quá hay và kịch tính. Let's go. Tỷ số chúng ta đang bị dẫn trước các bạn. Ui dồi ôi, các bạn có thể thấy là liệu thợ xây của đội bạn đang được bố trí là rất căng. Liệu thợ xây của đội bạn đang được bố trí là rất gắt. Gồng kinh. Ui dồi. Căng quá bạn ơi. Bình tĩnh làm gì nóng thế. Bình tĩnh nào bạn ơi. Bình tĩnh nào bạn ơi. Bình tĩnh cái nào bạn ơi. Chuyện đâu còn có đó bạn nè. Úi giời. Úi rồi. Úi rồi, 500 sao cộng vào tài khoản thôi. Ôi giời, 500 sao cộng vào tài khoản thôi. Oh yeah. Say oh yeah. Lại phải gáy à? Hello anh em nhá. Ôi giời ơi. Game nó dễ mà. Đi. Lều thợ xây của nó ác chiến phết đấy. Cái khu vực nó rất ác chiến đấy các bạn ạ.